sai rồi. Sai rồi. Cắn rồi. Xin chào tất cả mọi người nhá. Là anh em mình đã đi bắt chuẩn tiếp đây mọi người này. Phát hiện được có một lỗ rất là đẹp. Đang tiến hành vít cổ thông thôi. Xin kiểm tra bên cái cổ thông nào. Vào được rồi. Vào được 2 con rồi mọi người nhé. 3 con rồi. Mùa này chuột ấy, chỉ ở ngay cửa lỗ không mà. Đi ăn này. Cứ rửa bán chạy cửa lỗ này anh em bịt lỗ này. Bịt lại anh em bắt luôn. Rồi có con nó chạy đây. Anh em bịt rơm lại rồi. Vừa chạy bằng con còn không có đảo cái không hay để vô cái không đúng không? Không đảo lũ rắn. Ôi, đâu? Lũ rắn đâu? Lũ rắn cầm long này. Ôi được cầm long này anh em ơi. Lũ rắn được thiên rồi. Có chuột đâu nhỉ? Đây ổn nhỉ? Chuột đâu? Không phải gà gáy nhẹ này đâu. Chuột đâu nhỉ? Để nhẹ nhàng đây nhá. Không vào người nó nhá. Rất nhẹ nhàng rồi. Câu rắn thì phải nhẹ nhàng. Nhà anh kiểu biết máng đi. Anh biết máng chưa? Biết máng rồi thì anh như nào? Như nào? Ôi, nó ăn may vậy. Em vừa ra cho. Từ anh khoát ra. Anh đây, chuột đây. Đánh nhau rồi. Chuột chết rồi. Đánh nhau rắn rồi. Cắn nó rắn sao? Cứ rột. Cắn rắn. Con chuột thì chết chắc. Lũ chuột thì phải chết rồi. Ấy. Ừ, đúng rồi. Cứ sột soạt thôi. Đào đi nghe, cắn rắn đi. Ừ, cứ chẳng đi à. Nó cắn nhau. Ừ. Đấy, cắn chết con chuột luôn. Ui, con rắn ra rồi. Rắn ra rồi. Rắn cái đuôi. Ui, rắn ra rồi. Cắn rắn. Ui. Kìa. Chuột ra kìa. Nó cắn rắn nó đuổi rắn ra kìa. Ui, có cái đuôi về hai con. Ui, hai con cơ. Hai con thôi. Đây anh. Kinh dữ nhỉ. Ui này. Mình bị bỏ xa xa ra đấy. Đây một cái nhìn thích luôn gì. Nó chuẩn quá. Đấy. Ui, đuôi nó gắn này. Đuôi gắn từ đây rồi. Đuôi gắn đây rồi. Ừ. Không có chuột chạy đâu nhỉ? Chuột chạy đâu nhỉ? Đây bọn này nhìn ra cái đuôi của con vàng đen như cái đầu giả luôn này. Ừ, như một cái đầu giả luôn nhỉ. Buồn cười vậy. Nhưng bị nó cắn ấy. Buồn cười vậy. Đấy, có rắn. Đây, lên nút thùng ơi. Lên nút thùng ơi. Đừng mở, đấy bắt này. Nhưng bây giờ xem có chuột đâu ấy. Cái chuột nó lên trên đấy rồi. Đấy, thấy chưa? Rồi, đào nhẹ nhàng. Bắt được cả con chuột. À, con chuột đi xuống lỗ dưới rồi. Chuột đi lỗ dưới à? Chuột đi lỗ dưới rồi. Em chuột đi xuống lỗ dưới rồi. Rắn đi lên, chuột đi xuống dưới. Bắt rắn trước đi. Rắn đi lên, chuột dưới. Đây, chuột này. Đây, chuột này. Bắt rắn đi, không rắn độc à? Không rắn thì nó sẽ chết. Chuột gà, mọi người làm. Ừ, chuột đấy. Mọi người sẵn rồi, chuột đấy, thò đầu này. Chuột thò đấy. Ừ, hai con hai ngách nhỉ. Chuột thò đầu lên. Chuột hai ngách. Rắn đi lên, hai con chưa, phân chưa đúng thủ. Đấy, chuột đang lên đấy, chuột đang lên đấy. Lấy cái que chọc ra đấy. Đây, này. Đây, nó lên. Chuột này đào nhiều cái, anh em vào đào cái sủi trắng bóng này nhỉ. Cầm. Okay.
Cắn rồi. Chuẩn ngoan cố cắn thì sợ. Sợ rắn cắn chứ còn chuột cắn thì bình thường. Đấy. Đấy, cầm hai cái chân đây. Không bắt nổi con chuột à? Ai đúng rồi. Thôi chết mắt rồi đây. Nó cắn đau lắm. Thôi kinh nhâm choi mắt đi. Đây mình quát thêm tí nữa cho bột cho ta. Để quát thêm tí nữa. Ái ôi. Ăn hơi sâu rồi. Em bắt theo kiểu hai ngón này kìa. Được. Được rồi. Được rồi. Đây, ai là đẳng cấp ở đây? Ăn được chuẩn rồi. Ai là đẳng cấp? Em cắt chảy máu rồi kìa. Thế nhỉ? Được. Đây. Ê, tím tay này này. Đây là rắn cắn này. Ôi, chảy máu rồi. Đây, chảy máu này. Không, chuẩn. Rắn cắn có chết rồi. Bắt rắn này. Đấy, thả rắn lên trên đấy đấy. Đâu rồi. Tháo thông hơi. Đấy, vậy chọc đây cái người trên đấy. Đúng vậy rồi đấy, đấy là chiết ra đấy. Chưa. Anh em. Vàng đen chưa? Anh đưa tôi vào đi. Vàng đen chưa? Đấy vừa rùa ăn chuột này vừa đúng lỗ hổ mà rắn cặp nong. Đây, thôi em mình về. Đây được mấy chuột? 5 triệu. Thì được có mỗi con chuột đi. Một chuột à? Ừ. Một chuột đôi vàng đen à? Ừ, một chuột đôi vàng đen. Không mang gì không rắn à? Mang gì? Thích tay chứ có chủ giàu rắn đâu mà. Rồi. Thì mọi người đấy anh em mình bắt là neo chuột này. Đấy chuột về anh em mình bắt thêm được một đôi cặp lòng nữa mọi người nhá. Đấy mọi người thấy đẹp không? Đấy thì anh em mình xin phép kết thúc video đây nhá. Mọi người vào xem mình nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Chào mọi người nhá.